Xin chào tất cả quý anh chị. Tota Vios, một trong những biểu tượng của những năm 2010 mấy, đúng không ạ? Đây là một mẫu xe có từ năm 2014. Những thời điểm đó thì Khanh bán những chiếc Vios này cực kỳ chạy. Một tháng có thể bán mười mấy, hai chục chiếc Vios là hoàn toàn bình thường. Thì form dáng của Toyota nó không bắt mắt, nhưng sử dụng 5 năm, 10 năm thì nó vẫn có một cái độ chững chạc, một cái độ đầm của nó, và chúng ta vẫn nhìn thấy nó rất là đẹp. Rồi hôm nay chiếc xe này vào bên Khanh để trang bị cho mình một bộ vỏ chống đinh. Vỏ chống đinh bên Khanh có rất là nhiều thương hiệu để quý anh chị có thể cân nhắc và lựa chọn cho mình một cái giá thành phù hợp nhất. Và nếu quý anh chị đang muốn trải nghiệm thì có thể làm trên vỏ cũ, thì bên Khanh cũng có thể nhận cái vỏ cũ của quý anh chị, đảm bảo chất lượng và phủ lên vỏ cũ. Còn hôm nay Khanh sẽ báo giá cho nhà mình chi phí vỏ chống đinh mới hoàn toàn vào thời điểm tháng 6 2024 nha. Thì nếu mà quý anh chị chọn cái dòng xe Vios này có kích thước là 185/60R15, quý anh chị chọn Bridgestone mã là T005, thì một vỏ như vậy là 2.500.000 là vỏ phủ chống đinh rồi. Còn quý anh chị chọn 4 vỏ là 10 triệu. Quý anh chị chọn thương hiệu Dunlop 2.250.000, 4 vỏ của chúng ta là 9 triệu. Quý anh chị chọn Avanza, một trong những thương hiệu quốc dân, tức là được sản xuất tại nhà máy Casuarina nhưng mà xuất Mỹ, thì nó là 1.900.000, 4 vỏ chúng ta là 7.600.000. Rồi, đây là một số thương hiệu vỏ mà Khanh gợi ý cho nhà mình. Quý anh chị có thể nâng cấp lên Michelin, Pirelli, vân vân. Hoặc là quý anh chị chọn Yokohama, vân vân. Những thương hiệu vỏ đối với Khanh đều có thể trang bị cho nó một lớp chống đinh, bởi vì lớp chống đinh này bên Khanh sẽ làm trên máy ly tâm. Và máy ly tâm của bên Khanh là máy tự động, mép trái, mép phải, 4 bánh đều nhau. Và để phủ lớp cao su này thì bên Khanh phải nung nó lên 150 độ và phủ phía trong lòng vỏ. Thành ra quý anh chị không thể nào mua cái lớp cao su của Khanh để đem về nhà được. Rồi, chúng ta chỉ có mua vỏ sẵn thôi. Nếu quý anh chị ở xa thì Khanh sẽ ship về nhà cho nhà mình. Còn quý anh chị ở gần giống như anh khách này, có thể qua bên Khanh để lắp đặt hoàn toàn miễn phí. Quy trình lắp đặt của bên Khanh thì cũng có cân mâm, bấm chì để đảm bảo cho quá trình vận hành của mình đảm bảo kỹ thuật và an toàn nhất. Đối với vỏ chống đinh thì nó sẽ có ưu điểm gì? Khi có những cái đinh đâm vào, chúng ta không cần phải vá lại. Khi có những cái đinh đâm vào, nó sẽ không mất hơi. Chúng ta vẫn có thể di chuyển hành trình bình thường, và đinh quý anh chị cứ để bình thường, chạy tới chọc đầu luôn cũng không vấn đề gì hết. Trong những trường hợp gặp cái đinh quá to, quý anh chị vẫn an toàn, bởi vì nó sẽ không bị mất hơi đột ngột, chúng ta không bị mất lái. Đây là ưu điểm lớn nhất của lớp ống đinh bằng cao su dẻo, khác hoàn toàn với thời trước mà quý anh chị sử dụng một chai keo lỏng chúng ta đổ vào hư hại lòng mâm, hư hại lòng vỏ. Bởi vì lớp keo lỏng đó nó được định nghĩa đó là keo vá khẩn cấp, có nghĩa đổ vào và ngày hôm sau chúng ta phải đi làm vệ sinh lại. Các bạn bán hàng tư vấn cho quý anh chị sử dụng sai mục đích, dẫn đến chúng ta sử dụng nó bị sai và hư hại lòng vỏ, lòng mâm. Với lớp cao su dẻo phía trong lòng vỏ, nó không bị chai cứng, không chảy xệ, không biến dạng. Bởi vì lúc nãy Khanh có chia sẻ cho nhà mình, nó được nung ở nhiệt độ tới 150 độ là thành ra không làm ảnh hưởng trong quá trình chúng ta vận hành. Và vỏ xe phủ chống đinh sẵn thì những nhà sản xuất lớn, quý anh chị có thể coi trên màn hình, người ta đã làm sẵn rồi. Những chiếc xe cứu thương nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam cũng có một lớp chống đinh sẵn như vậy luôn. Rồi, nhưng tại sao nó không xuất hiện tại thị trường Việt Nam một cách công khai và rộng khắp? Bởi vì giá thành nó cao. Cái thứ hai nữa, ở nước ngoài thì lớp cao su này nó sẽ mỏng, bởi vì ở nước ngoài đinh của nó là đinh vô tình chứ không phải là đinh cố tình. Thì bên Khanh chủ động trong cái việc gia công lớp chống đinh, chúng ta sẽ có một cái độ dày cao hơn để bảo vệ những cái chuyến đi tại Việt Nam an toàn hơn rất rất nhiều. Khi mà làm thì quý anh chị không bị ảnh hưởng đến cái việc sử dụng mâm có cảm biến áp suất lớp. Quý anh chị có thể coi trên màn hình, cái bộ mâm có cảm biến áp suất lớp vẫn bình thường. Bởi vì lớp cao su dẻo này nó nằm định hình một chỗ, nằm phía trong lòng vỏ, không ảnh hưởng, không cấn gì cái mâm của quý anh chị. Và bên Khanh khi mà thao tác bằng một cái máy chuyên dụng
là dạng tự động móc vào phần mâm, không cậy, không bị xước, không bị trầy mâm của quý anh chị đâu. Rồi, đây là những cái thông tin mà Khanh gửi đến cho nhà mình. Nếu quý anh chị ở xa thì bên Khanh sẽ ship về. Quý anh chị ở gần có thể qua bên Khanh giống như anh khách để có thể trang bị, bên Khanh sẽ làm hết tất cả. Ngoài ra thì cái chiếc xe Vios này qua bên Khanh thì anh khách còn muốn làm đẹp cái bộ mâm nữa. Bộ mâm nguyên bản của chiếc Vios này thì nó là mâm màu bạc thôi, nó cũng không bắt mắt lắm so với độ tuổi của nó. Thì anh khách muốn phay lại cái bề mặt một tí để tạo hiệu ứng kim loại khi mà chúng ta đi ban đêm, cộng với cái viền xung quanh nó có màu đen, nhìn nó trẻ trung hơn và đẹp hơn rất là nhiều. Khanh sẽ lên lại cái video clip này để cho nhà mình thấy là bộ mâm của Vios sau khi hồi sinh lại thì nó đẹp đến mức độ nào. Cảm ơn tất cả quý anh chị. Nếu quý anh chị đang muốn chọn một cái vỏ xe chống đinh an toàn mọi cung đường thì có thể liên hệ với bên Khanh, bên Khanh sẽ giải đáp cho quý anh chị nha. Và sau khi làm xong thì bên Khanh cũng có một lớp xốp tiêu âm tặng cho mình ở phía trong lòng vỏ. Đây là lớp xốp dành cho những chiếc xe điện để cho chúng ta không bị ồn vỏ xe vọng vào bên trong. Thì quý anh chị, ngày trước chúng ta thường hay đi cách âm xe thì hãy thử lớp xốp tiêu âm của bên Khanh trong lòng vỏ để xem hiệu quả giảm ồn của nó như thế nào nha. Cái này được tặng hoàn toàn miễn phí rồi, khi mà quý anh chị mua những cái bộ vỏ chống đinh của bên Khanh. Cảm ơn tất cả quý anh chị rất là nhiều. Bye bye.